Nguyễn Văn Nghị, cháu nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa là thủ phạm bưu điện cầu voi hiện đang định cư tại Mỹ. Ngày 15 tháng 1 năm 2008, cơ quan điều tra công an tỉnh Long An tiến hành lấy lời khai ba thanh niên quê ở tỉnh Vĩnh Long tạm trú tại ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa Long An do có mối quan hệ với hai nạn nhân bị giết tại bưu điện. Thị từ cầu voi hôm 13 tháng 1 sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục câu lưu một thanh niên được xác định là nghi can chỉnh trong vụ án. Nghi can chỉnh là đối tượng nghiện ma túy. Ba thanh niên không bị câu lưu là Nguyễn Văn S, Nguyễn Tuấn A, Trần Văn Trờ, Thừa Bạc Tiệm Vang, k Lờ khu vực thị tứ Cầu Voi thuộc ấp năm xá Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An. Cả ba người này từng có mối quan hệ với hai nạn nhân bị giết chết đêm 13 tháng 1 là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân, Bước đầu cả ba thanh niên này đưa ra được chứng cứ ngoại phạm. Đối tượng đang bị cầu lưu là Nguyễn Văn Nghị, ngụ tại huyện Cai Lợi, Tiền Giang, là bạn của ba thử bạc tiệm vàng KL có dấu hiệu nghiện ma túy. Nghị là một trong hai bạn trai của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Vào đêm xảy ra vụ án, người dân địa phương thấy Nghị đi xe máy đến bưu điện cầu voi gặp Hồng và Vân. Người dân địa phương còn miêu tả Nghị mặc quần xin khoác bên ngoài chiếc áo gió rộng ngay trong ngày 14 tháng 1, cơ quan điều tra đã cử trinh sát đến tất cả những địa chỉ mà Nghị thường xuyên lui tới nhưng không gặp anh ta. Sau đó, cơ quan điều tra cử trinh sát mai phục tại nhà cha mẹ của Nghị ở Cai Lợi, Tiền Giang. Đến nửa đêm thì nghi can xuất hiện, các trinh sát thực hiện biện pháp áp giải về cơ quan điều tra lấy lời khai. Theo tin ban đầu, Nghị cố tình đưa ra chứng cứ ngoại phạm nhưng không có cơ sở thuyết phục nên cơ quan điều tra quyết định câu lưu để làm rõ. Cả hai nạn nhân đều bị cắt cổ. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, hung thủ giết chết Hồng và Vân từ khoảng 20 giờ đến 20 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 1. Nguyễn Thị Ánh Hồng chết trong tư thế bị một vật bén cắt đứt cuống họng, chiếc áo nạn nhân bị kéo ngược lên tần cổ, nằm khuất trong cầu thang. Thi thể Nguyễn Thị Thu Vân được cơ quan chức năng xác định bị đập đầu chết trước, sau đó hung thủ dùng dao cắt cổ như đá làm với hồng. Trước bên cạnh, xác hai nạn nhân, còn một chiếc xe gắn máy hiệu quay, phía trước bán khách vẫn còn một bịch trái cây, quýt và bưởi chưa ăn. Chiếc xe máy này là của một trong hai nạn nhân. Cả hai nạn nhân chết khi trên người vẫn còn đang mặc quần áo đồng phục của ngành bưu điện. Theo nhận định ban đầu, hung thủ chuẩn bị gây án từ trước, sau đó ngay khi đến bưu điện cầu voi, đưa tiền cho phân ra ngoài mua trái cây để có thời gian giết chết hồng. Sau khi sát hại hồng hung thủ còn đủ thời gian, dọn dẹp hiện trường, kéo sát nạn nhân, giấu ở chân cầu thang, rồi nếp mình trong một chỗ quất chờ phân quay về, giết chết cô để bịt đầu mối. Sau khi thực hiện tội ác hung thủ đến quầy thu tiền, lấy đi 10 triệu đồng và 10 sim card điện thoại di động có mệnh giá sử dụng từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng, rồi trốn thoát ra cửa trước theo nhiều nhân chứng cho biết trước đây, Hồng và anh thợ bạc tên Son có quen nhau, hai người dự định đi đến hôn nhân, nhưng gia đình hai bên không đồng ý với lý do nhà Son quá xa. Sau đó Nguyễn Văn Nghị là bạn của Son đến cầu vò trời và làm quen với Hồng. Nghị thường hay đến bưu điện cầu vậy chắt Hồng và Vân đi chơi. Tuy quen với Nghị nhưng Hồng vẫn còn quan hệ với Son, dẫn đến tình bạn giữa Son và Nghị bị xích mẹ đôi khi hai người bạn này chạm trán nhau tại bưu điện cầu voi nghi cũng nhiều lần lên tiếng yêu cầu hồng chấm dứt quan hệ với son gần đây son không còn làm thợ bạc cho tiệm vàng cal mà lên thành phố hồ chí minh kiếm sống bằng nghề chính của mình vào ngày cuối tuần son mới về cầu voi thăm bạn bè trong đó có hồng có tin cho hay buổi tối hôm xảy ra vụ án son cũng về cầu voi nhưng không vào bưu điện thăm hồng vì biết có Nghị ở đó Chị Nguyễn Thị Phượng, người bán trái cây ở Cầu Voi cũng cho biết, đêm đó Vân có nói là tiền mua trái cây là do bồ của Hồng tài trợ, người này đến từ Tiền Giang. Các nhận định đều tập trung vào nghi can Nguyễn Văn Nghị vì anh này nổi tiếng, ghen cho thầy Son có mặt ở Cầu Voi, hơn nữa Hồng không nghe lời anh ta mà đoạn tuyệt với Son. Cũng có nguồn tin cho hay, trước đó đêm 12 tháng 1, Hồng và Vân đi hát karaoke với hai thanh niên, đó chính là Son và Nghị hiện trường để lại cho thấy không có dấu hiệu nạn nhân bị cưỡng hiếp mà thể hiện rõ một sự xung đột cao độ giữa nạn nhân và hung thủ. Người dân xung quanh cho biết có nghe cả tiếng la của cô gái nhưng nghĩ đó là sự đùa giỡn thường tình của những cặp tình nhân trẻ nên không đến xem rõ thực hư. Đến cuối ngày 15 tháng 1, cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh với nghi can Nguyễn Văn Nghị. Vụ án Hồ Suy hại, những dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Văn Nghị Sau 12 năm, tòa án nhân dân tối cao mở lại phiên tòa giám đốc thẩm xem lại bản án tử hình đối với hồ duy hải trong vụ án bưu điện cầu voi đây là một vụ án sai sót nghiêm trọng về mặt tố tụng khi cơ quan điều tra cố tình làm sai lệch kết quả điều tra như bỏ sót các chứng cứ pháp y thay đổi vật chứng bỏ qua các bản khai không nhận tội của bị cáo rồi để hội đồng xét xử ra bản án cao nhất đối với hồ duy hải tử hình Liệu phiên tòa giám đốc thẩm có làm rõ những tình tiết mà dư luận đặt dấu hỏi nhiều năm qua? Liệu công lý có với tay tới hồ suy hại để sống đường dư luận? Chúng tôi xin giới thiệu những thông tin của bài viết của tác giả Anh Vũ đang trên báo Một Thế Giới có tựa đề Vụ án hồ suy hại, những dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Văn Nghị. Nhiều năm qua, trong quá trình hỗ trợ pháp lý kêu oan cho Hồ Duy Hải, luật sư Trần Hồng Phong còn tìm thấy những dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Văn Nghị, một trong ba thanh niên có quan hệ tình cảm với nạn nhân Nguyễn Thị Hồng. Rất tiếc là cơ quan điều tra đã bỏ qua, không làm rõ những dấu hiệu này. Luật sư Hồng Phong đã chứng thức tố cáo yêu cầu điều tra dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Văn Nghị, quyết định kháng nghị hủy án, kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao với Hồ Duy Hải mới đây cũng đã ghi nhận về điều tra nghị ngoài các dấu vân tay tại hiện trường chưa xác định được thì còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn My Son không được điều tra làm rõ. Sau khi vụ án hai nữ nhân viên bưu điện cầu voi xảy ra, báo chí trong nước đã liên tục đưa tin diễn biến quá trình điều tra, nội dung chủ yếu từ nguồn thông tin của cơ quan điều tra được cập nhật mỗi ngày và nhiều tình tiết cho thấy hung thủ có thể là một người khác, không phải là Hồ Suy Hải đem gây án nghỉ có mặt và bỏ trốn theo đơn tố cáo của luật sư trần hồng phong qua thông tin báo chí do cơ quan điều tra cung cấp trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra cho thấy nguyễn văn nghị có mặt tại bưu điện cầu phoi trong đêm gây án một trong những bài báo đỏ đưa chi tiết như sau manh mối đầu tiên được một số người dân sống gần hiện trường cung cấp là có bốn thanh niên thường xuyên đến chơi với hai thiếu nữ vào các buổi tối điều tra nhanh công an được biết trong số bốn thanh niên này có ba người quê ở vĩnh long người còn lại thì nhà ngay tại xã Nhị Thành, ba thanh niên quê Vĩnh Long được xác định, tên là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1980, Nguyễn Tuấn Anh, 1981, Trần Văn Chiến, 1980, cùng là thờ bạc đến tạm trú tại địa phương. Trong lời khai của ba thanh niên này có một chi tiết khiến các trinh sát chú ý. Vì thiếu nữ tên Hồng có nhan sắc khá mặn mà là niềm mơ ước của nhiều chàng trai, trong đó có Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1978, ngụ huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang theo tài liệu của công an huyện Thủ Thừa truyền về nghị từng nghiện ma túy ngay trong ngày ban chuyên án cử trinh sát đến nơi nghị ở trọ để trở tập về cơ quan điều tra làm việc nhưng nghị không có tại đó tìm đến những nơi nghi phạm thường lui tới không ai thấy bóng dáng nghị đâu để làm sáng tàu vụ án các trinh sát tìm sang tận huyện Cai Lậy đón lọng nghi phạm tại nhà mẹ đẻ đến khoảng nửa đêm thấy nghị xuất hiện ngay lập tức thanh niên này được áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai, xác định thời gian gây án sai, nghi ngoại phạm hại sinh án. Sai lầm lớn nhất của cơ quan điều tra trong vụ án này có lẽ là việc đã xác định sai thời gian hai nạn nhân bị giết một cách chủ quan thiếu khoa học. Cụ thể theo cáo trạng xác định thời gian gây án được cho là của Hồ Suy Hải vào lúc khoảng 20 giờ 30 Như sau, Khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hải đi xe mô tô đến bưu điện cầu voi và bên trong ngồi nói chuyện với chị Hồng. Khoảng 20 giờ 30, Hải đưa tiền và kêu Vân đi mua trái cây. Khi chị Vân đi, Hải nệ sinh ý định quan hệ sinh lý với Hồng, nhưng bị chị Hồng phản ứng. Hải tức giận đánh vào mặt, bóp cổ lấy thớt đập vào mặt và đầu làm chị Hồng bị ngất. Sau đó Hải lấy dao cắt vào cổ chị Hồng sau đó từ chân cầu thang, Hải thấy Vân đi mua trái cây về, kéo cửa sắt xuống đóng cửa và đi vào. Khi Vân vừa kéo xuống phòng sau, Hải dùng ghế đánh vào đầu làm ngã xuống nền gạch. Sau đó Hải sóc nách Vân kéo đến chỗ xác chị Hồng, đặt đầu Vân nằm trên bụng chỉ Hồng và lấy sao nóc cắt vào cụ chỉ Vân hai ba cái. Sau đó Hải ra phòng vệ sinh rửa tay, dựa dao, bỏ dao vào sau tấm bảng. Do quãng đường mua trái cây rất ngắn khoảng 100 mét nên thời gian Vân mua trái cây và về tới chỉ khoảng 5 phút. Như vậy thời gian hung thủ gây án được xác định là khoảng 20 giờ 30 phút hoặc sau đó vài phút, nhưng xét về mặt chứng cứ, trong hồ sơ vụ án không có tài liệu nào xác định chính xác giới chết của hai nạn nhân, trong khi đây là tình tiết rất quan trọng. Các tài liệu như bản giám định pháp y, giấy chứng tử, trả lời về dấu vết trên cơ thể nạn nhân đều không xác định giờ chết của hai nạn nhân. Nguyên nhân chết xác định là do vết cắt ở cổ, mất máu cấp, tuy nhiên có rất nhiều tình tiết có thể xác định được và cho thấy thời gian hai nạn nhân bị giết phải từ ít nhất là 21 đến 22 giờ trở về sau hoặc khoảng gần nửa đêm chứ không thể là lúc 20 giờ 30. cụ thể theo lời khai nhân chứng TH và biên bản hiện trường cho thấy Phân và Hồng đã ăn chiều trong khoảng sau 17 giờ và theo giám định pháp y thì thức ăn đã nhuyễn trong dạ dày cho thấy hai nạn nhân phải bị giết sau mi sau 22 giờ đêm, vì theo y học thì phải mất 5 giờ thức ăn mới tiêu hòa nhuyễn trong dạ dày. Máu của hai nạn nhân không thể chưa đông. Cô sau 13 giờ kể từ thời điểm dự đoán chết việc khám nghiệm hiện trường, được tiến hành từ 8 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 14 tháng 1 năm 2008. Sau thời điểm kết luận chết từ khoảng 13 giờ, qua các tấm ảnh thể hiện sắc hai nạn nhân được đặt trên tấm vải màu trắng, trên thân thể hồng máu có màu đỏ tươi vẫn còn chạy ra và thấm vào tấm vải lót trong biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận trên sàn nhà nơi hai nạn nhân nằm có vũng máu động chưa khô hoàn toàn ông nguyễn văn thu cho biết Lúc khoảng 21h30 đến 22h đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008, anh Thu chở hai người khách đi ngang qua bưu cục cầu voi thì thấy trên lầu một bưu cục còn sáng đen, cổng cửa phía trước bưu điện đều đã đóng nếu vụ án xảy ra lúc 20h30 thì ai đã tắt đèn trên lầu bù cục vì biên bản hiện trường xác định khi khám nghiệm thì điện trên lầu đã tắt. Ngoài ra có rất nhiều chi tiết khác cho thấy thời điểm xảy ra vụ án không thể là 20h30 như cơ quan điều tra ghi nhận mà phải xảy ra nhiều giờ sau đó. Chính sự xác định sai lịch về thời gian xảy ra vụ án đã làm cơ sở duy nhất để cơ quan điều tra cho nghỉ ngoại phạm và đổi tội cho hù duy hại. Cho dù thực tế nếu án mạng xảy ra, vào thời điểm đó thì Hải cũng chưa thể có mặt tại bưu điện cầu voi. Những khả năng phạm tội của Nguyễn Văn Nghị về ý thức chủ quan, Nghị có quan hệ tình cảm khá sâu đậm và công khai với Hồng. Do vậy khi tới bưu điện cầu voi, nhìn thấy một thanh niên đang nói chuyện với Hồng, Nghị ghen tức, nóng giận. Nghị đã bỏ ra ngoài uống cà phê mà không vào bên trong. Sau đó Nghị đã cải cọ ở quán cà phê vào lúc 20h10. Nghị nghiện ma túy có mối quan hệ nam nữ phức tạp, lại trong trạng thái tâm lý ghen tức và nóng giận ra tay sát hại chỉ Hồng là hợp lý. Nghị có mặt tại quán cà phê lúc khoảng 20 giờ 10 Không, điều này chưa đủ cơ sở để kết luận nghị ngoại phạm. Nếu nghị chỉ đơn giản là thức dần bỏ đi uống cà phê rồi về luôn, mà không quay lại bưu điện cầu voi là không hợp lý về logic tâm lý tội phạm. Mặt khác nếu vậy thì nghị phải chứng minh được trong đêm 13 tháng 1 năm 2008, nghị đã làm gì ở đâu sau khi ra khỏi quán cà phê. Nếu thực sự không liên quan đến vụ án vì sao nghỉ phải bỏ trốn trong đêm, sẽ ra vụ án mạng, đến nửa đêm hôm sau mới về nhà. Ánh đèn sáng trên lầu một bưu điện vào lúc 22 giờ đêm cho thấy. Ít nhất một trong hai nạn nhân đã ở trên lầu trong đêm xảy ra án mạng. Điều này cũng chỉ ra khả năng có nghị. Có thể có mặt trên lầu 1 lúc 22 giờ tối dấu vân tay thu giữ được của ai theo cáo trạng khi xếp nạn nhân hung thủ đã thực hiện hàng loạt động tác bằng tay như bóp cổ kéo xác dùng dao thớt ghế đập đầu cắt cổ hai nạn nhân dấu vân tay thu giữ được của ai tại biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận trên kính có dấu vết đường vân ở mặt trong của kính trên cánh cửa buồng vệ sinh có một số dấu vết đường vân trên la vô sửa có một số dấu vết đường vân. Những vết vân tay này đều đã được thu giữ, như vậy dấu vân tay tại hiện trường chắc chắn phải là của hung thủ, không thể khác được. Theo kết quả giám định, thì các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên bản chỉ của Hồ Duy Hải. Như vậy câu hỏi không thể không đặt ra là dấu vân tay của ai, vì sao cơ quan điều tra không giám định vân tay của Nguyễn Văn Nghị. Hải Khai đi chân không vào bưu điện, nhưng theo biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận, trên mặt nệm ghế có dấu vết máu quyệt và dấu vết để xếp dính những hạt cơm khô. Vậy ai là người đã để lại đầu xếp này từ đôi xếp nào? Tại biên bản khám nghiệm tử thi và biên bản giám định phát y, đều ghi nhận trên cơ thể nạn nhân hồng có một số vết bầm tím. Có một số vết bầm máu làm ra sậm màu ở mặt trước đuôi chân phải, mặt trước cẳng chân trái. Các vết bầm này là do tác động của ngoại lực chứ không thể tự nhiên mà có. Vậy ai đã gây ra những dấu vết này bằng vật dụng gì trong khi Hải không hề có bất kỳ lời khai nào đến việc đã đánh hay tác động vào phần chân nạn nhân hồng. Tại biên bản khám nghiệm hiện trường còn ghi nhận, trên mặt bàn có một miếng mút xúc màu trắng và vài mảnh mút xúc đã được cắt vụn trên mặt bàn và sợi rác vài mảnh dưới nền nhà. Cơ quan điều tra và cả tòa án đều cho rằng đây là tính tiết quan trọng, thể hiện tính khách quan của hiện trường. Luật sư Trần Hồng Phong đã đề nghị làm rõ tình tiết đêm 13 tháng 1 năm 2008, sau khi rời khỏi quán cà phê. Lúc khoảng 20 giờ 10, Nguyễn Văn Nghị đã làm gì, ở đâu, làm rõ tình tiết, ánh đề sáng trên lầu lúc 22 giờ, ai đã lên lầu và cắt điện tại bưu điện Cầu Voi. Vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, xác định khoa học về thời gian chết của hai nạn nhân, qua đó xác định chính xác được thời gian gây án của hung thủ đồng thời tiến hành giám định vân tay đối với Nguyễn Văn Nghị so sánh với mẫu dấu vân tay của hung thủ. Thu giữ lại hiện trường, giải thích vì sao không triệu tập Nguyễn Văn Nghị là nhân chứng trong vụ án, vì sao toàn bộ thông tin tài liệu, lời khai của Nguyễn Văn Nghị đều đã bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Ba ngày, hơn 4.000 người đòi công lý cho Hồ Duy Hải. Chỉ trong ba ngày đã có, đã có 4.050 người khắp nơi kiến nghị thúc giục mọi người hành động khẩn cấp để cứu mạng từ tù Hồ Duy Hải mà người ta tin rằng anh ta bị kết án oan sai. Trên mạng, mọi người đang rầm rộ chia sẻ thư kêu gọi mọi người ký tên qua mạng để kiến nghị thư để gửi cho từ những người đứng đầu Cộng sản Việt Nam, các tổ chức nhân quyền thế giới, các tòa án, đại sứ yêu cầu can thiệp. Bản án oan sai đang treo trên đầu một thanh niên qua một vụ giết người xảy ra tại bưu điện cầu voi xã Nhị Thành, huyện Thụy, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vào buổi tối ngày 13 tháng riêng năm 2008. Bức thư kiến nghị nói trên bắt đầu được công bố từ buổi tối ngày 14 tháng 5 năm 2020 với 70 người ban đầu trong và ngoài nước Việt Nam ký tên. Nay vẫn đang còn tiếp tục được kêu gọi ký tên. Hồ Duy Hải bị kê án tử hình ngay năm 2008. Kháng án bị tòa phúc thẩm y án năm 2004 rồi 2011 thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mà ông Nguyễn Hòa Bình là viện trưởng quyết định không kháng nghị bản án. Bởi vậy, năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tuấn San bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải. Bà Nguyễn Thủy Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, kiên trì đi khắp nơi, mang đơn kêu an cho con trai. Con bà bị tra tấn khủng khiếp quá, nên phải phục tùng theo lệnh của các điều tra viên để nhận tội giết người mà anh ta không hề phạm. Nhờ vậy, khi bị đưa ra tòa kết án, anh Hải còn sống để phản cung. Trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước và quốc tế, cũng như Quốc hội năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn San ra lệnh tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Bức thư kiến nghị bằng song ngữ Anh Việt, quá trình điều tra và xét xử vụ án đã đặt ra nhiều nghi vấn và gây ra quan ngại sâu sắc trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Kể từ năm 2008 đến nay, đã có rất nhiều kiến nghị được gửi tới các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam đề nghị xem xét lại vụ án này. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức thế giới chống tra tấn ân xá quốc tế liên minh châu âu cùng nhiều tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền khác đã tiến hành điều tra công bố báo cáo độc lập về vụ án gửi thư tới chủ tịch nước chính phủ quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đề nghị ngừng thi hành án đối với hồ duy hải để xem xét lại áp dụng các nguyên tắc điều tra chuẩn mực và đặc biệt là tôn trọng quyền được suy đoán vô tội của bị cáo trong thủ tục tố tụng Tuy nhiên, ở cấp trên cùng, trong hệ thống tư pháp Cộng sản Việt Nam, ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, đứng đầu là tránh án Nguyễn Hòa Bình, xét xử giám đốc thẩm vụ án, lại tuyên bố Hồ Duy Hải là thủ phạm. Một trong những cái bất bình thường được kiến nghị thư nêu ra là ông Nguyễn Hòa Bình, từng là người phụ trách cấp cao của cơ quan cảnh sát điều tra và sau đó trên cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đã đưa ra quyết định không kháng nghị vụ án vào năm 2011. Nay ông Bình lại là người đứng đầu, ngồi giám đốc thẩm. Chẳng nhẹ ông thẩm phán tối cao Nguyễn Hòa Bình, giám đốc thẩm lại nói ngược lại với ông Nguyễn Hòa Bình, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chính vì vậy, hội đồng thẩm phán mới kết luận quá trình điều tra xét xử có thiếu sót. Nhưng việc này không làm thay đổi bản chất của vụ án, do vậy không cần thiết phải hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại theo kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Bản kiến nghị thư nói rằng các thông tin chính thức về vụ án đã được công bố thấy có rất nhiều điểm sai phạm, thiếu minh bạch trong quá trình điều tra và xét xử, cho thấy những quyền con người cơ bản của Hồ Duy Hải không được tôn trọng, vi phạm các quyền mực quốc tế đã đành mà còn đặc biệt vi phạm nghiêm trọng ngay cả Bộ luật tố Tổ tụng hình sự 2015 của Việt Nam. Những người ký kiến nghị thư kêu gọi dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải, kêu gọi Quốc hội Cộng sản Việt Nam thành lập Ủy ban giám sát vụ án để đánh giá lại tính khách quan và chính xác của phiên giám đốc thẩm. Nếu phát hiện sai sót nghiêm trọng, Quốc hội tiến hành bài nhiệm, tranh án tòa án nhân dân tối cao và các thành viên hội đồng thẩm phán bầu tranh án và phê chuẩn các thẩm phán mới. Đồng thời, hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao mới phải mở lại phiên họp xem xét lại các quyết định giám đốc thẩm của vụ của Hội đồng Thẩm phán đối với vụ án Hồ Duy Hải ngày 8 tháng 5 năm 2020, qua đó chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hủy các bản án kết án tử hình Hồ Duy Hải để tiến hành điều tra và xét xử lại vụ án. Những người kiến nghị kêu gọi các tổ chức quốc tế, các tổ chức bảo vệ nhân quyền, Bộ Ngoại giao các nước đã ký các hiệp ước dựa trên cơ sở tôn trọng quyền con người, phổ quát đã được, đang hợp tác với Việt Nam có những hành động can thiệp cần thiết để sự hợp tác mang tính đầy đủ ý nghĩa mà nó phải có. Bởi vì thực hiện những điều này, quý vị không chỉ cứu mạng sống của một con người mà còn góp phần bảo vệ công lý và củng cố niềm tin vào pháp luật của người dân Việt Nam. Trái án Nguyễn Hòa Bình, kẻ từng tốt nghiệp trường Đại học An ninh Nhân dân, nghiên cứu sinh học viện Bộ Nội vụ Liên Xô 1987-1991, quân hàm cao nhất lên đến Thiếu tướng Công an, Phó Tổng cục Cục trưởng Tổng cục Công an, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an với trình độ học vấn và dày dặn kinh nghiệm trong ngành điều tra như vậy nhưng khi đang làm viện trưởng viện cảnh sát tối cao y đã từng phán có căn cứ khẳng định hồ duy hải là hung thủ và giờ đây chính y lại ngồi vào ghế chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm vụ hồ duy hải phán tiếp không làm oan sai và không bỏ lọt tội phạm quan to nhất trong công lý ở việt nam còn dựa mặt nói chi đến bọn sai nha dưới tỉnh long an cố tình bẻ cong công lý, đổ oan cho Hồ Duy Hải. Hai nạn nhân nữ bị thảm sát ở bưu điện cầu voi Long An năm 2008 và thân phận của tử tù Hồ Duy Hải hơn 12 năm dưới lưỡi hái tử thần đang dậy sóng từng ngày. Đặc biệt sau phiên giám đốc thẩm mà tránh án tối cao chủ tòa cũng chính là người từng không kháng nghị khi còn làm viện trưởng viện kiểm sát tối cao trước đó. Vì thế bác kháng nghị của viện kiểm soát tối cao Hiện tại là dịp để xác nhận việc không kháng án của ông trước kia là đúng. Một bản án bất lương với vô số sai phạm nghiêm trọng có thể nói là sự cố ý của công an điều tra. Thế nhưng giám đốc thẩm 17 người cho chỉ là sai sót nên nhất trí y án tử hình. Chính sự nhất trí khôi hài đến lỗ bịch đó phải hiểu là đã nằm trong kịch bản. Kịch bản win, 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 tư pháp win, tự tù win và người dừng kịch bản cũng win. Win của nền tư pháp và cho cả chủ tịch nước. Dù điều tra có sai sót nhưng không thay đổi bản chất vụ án, vì điều tra lại mất rất nhiều thời gian và tốn kém. Các nhân viên từng điều tra vụ án sẽ phải ra tòa, không những thế, hủy bản án phải bồi thường như các vụ Nguyễn Thanh Trấn, Huỳnh Văn Nén, Bùi Minh Hải, chỉ y án tử hình là dễ nhất, rồi từ tù Hồ Duy Hải sẽ nộp đơn xin Chủ tịch nước giảm án, như đã làm trong lần trước. Như thế, từ tù tự nhìn có tội, có tội thì giám đốc thẩm thắng đã nhất trí là đúng. Chủ tịch nước sẽ ân giảm để thực hiện đạo đức. Chủ tịch nước cũng thắng. Win của tử tù Hồ Duy Hải. Tử tù nộp đơn xin ân giảm vì áp lực của xã hội. Chủ tịch nước chấp nhận cho giảm án sẽ thoát chết. Win của thẩm phán Nguyễn Hòa Bình. Giải quyết được vụ án khó, uy tín càng cao. Hy vọng được chọn vào bộ chính trị khóa tới. Y án tử hình là oan. Vì oan nên 12 năm ròng rạ bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải đã lặn nổi khắp nơi kêu cứu tiếng kêu thê thiết đó đùng tới cả cao xanh và thực tế đang lay động hàng triệu trái tim nên nền tư pháp dù muốn dẹp qua một bên như đã tuyên bố y án tử hình để cho xong chuyện cũng không dễ dàng như thế án oan khuất thì đương nhiên gây án nhưng bà nguyễn thị loan chỉ kêu cứu giải oan xã hội chứng kiến nhiều tình tiết bị oan khuất nên căm phận nền tư pháp dưới mắt dân trở nên trò hề đảng lãnh đạo toàn diện đương nhiên không thể vô can phải chỉ thị quốc hội giải quyết để tránh tai nạn về mặt chính trị toàn dù thẩm phán tối cao nguyện hòa bình muốn chứng tỏ uy tín cá nhân giải quyết được một vụ án khó đã kéo dài hàng chục năm nhưng không ngờ phải đối đầu với phản ứng dữ dội của xã hội đang đào ngược tất cả y án tử hình bất chấp việc điều tra sai sót bị sai sót nghiêm trọng đã mơ mắt toàn xã hội về cái gọi là tòa án của việt nam còn hơn thế điều mà kịch bản không thể lường trước được. Đó chính là bà Nguyễn Thị Loan. Hôm 14 tháng 5, vô thăm từ tù Hồ Duy Hải đã lập lại nhiều lần để Hồ Duy Hải nghe rõ là không ký bất cứ giấy tờ nào do công an đưa, không làm đơn xin giảm án. Vì là án hình sự nên báo chí mới có cơ hội điều tra riêng, cung cấp được nhiều chứng cứ nên xã hội mới đem lại nhiều góc khuất. Mà còn như thế huống gì các vụ án sự người yêu nước bị ghép tội phản động sự đời oan khuất rõ ràng như phó tránh án tòa án tối cao Nguyễn Trí Tuệ cùng từng cố bào chữa cho rằng vì nhiều thông tin truyền thông bẩn đã làm ảnh hưởng đến chính trị và cả nền tư pháp như vậy chính sự bào chữa của ông Trí Tuệ đã công khai cho biết bản án hình sự biến thành chính trị vì thế nền tư pháp toang thẩm phán tối cao toang riêng cá nhân ông Nguyễn Hòa Bình không những toang mà cả cơ nghiệp gia đình chắc chắn cũng toang luôn còn ví dụ nếu không toan thì sao? Thưa thì đảng ta đang thách đố hàng triệu người dân đòi tôn trọng sự thật. Đã xử án bất chấp lương tri thì vô phương bào chữa. Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao do tránh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình là chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm xét xử giám đốc thẩm vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra ở bưu điện cầu voi 12 năm trước theo kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tối cao vẫn đang làm sục sôi trên mạng xã hội. Xem xét toàn diện quá trình giám đốc thẩm vụ án, tôi nhận thấy Ngài Phó Giáo sư Tiến sĩ, tránh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình có trình độ tương đương một sinh viên năm nhất của trường trung cấp pháp lý, loại trường chỉ tồn tại ở nước ta gần 30 năm trước, khi các bộ luật quan trọng của nước ta như bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, bộ luật dân sự chưa ra đời. Các phiên tòa thường được xem thường được xét xử căn cứ vào biện pháp, căn cứ vào pháp, căn cứ vào pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì sao như vậy? Vậy hãy xem xét hai sự việc trong quá trình tiến hành tố tụng, phiên tòa giám đốc thẩm, vụ án trên dưới đây. Thứ nhất, Ngài tránh án Tòa án Nhân dân tối cao nguyện Hòa Bình không hiểu quy định hồi tỷ trong xét xử. Hồi tỷ nghĩa là tránh xa ra. Thời Trịnh Sâm còn ngồi trên ngôi chúa, người em vợ của chúa là Đặng Mậu Lân do được Chúa bao che nên vô cùng ngang ngược. Hàng ngày, hàng ngày lân cho bọn vô lại, khiêng theo một cái giường, cùng mình nghinh ngang đi khắp kinh thành Thăng Long. Hề thấy cô gái xinh đẹp nào, lân cho bọn ấy hạ giường xuống, đặt một cái biện hồi tỷ ở đầu hai giường. Quân màn lên rồi lôi cô gái vào đó, cho lân hiếp dâm. Người dân đi đường thấy cái biện hồi tỷ ấy, ai cũng tránh xa ra, không dám lại gần. Rất nhiều cô gái bị lân lôi vào giường đã phải cắn lưỡi chết để bảo toàn trinh tiết, quy định hồi thị trong hoạt động tư pháp, nghiêm cấm những người đã tiến hành tố tụng trong phiên tòa xử một vụ án, không được tham gia tố tụng phiên tòa khác cùng xét xử vụ án đó, vì họ đã sẵn kiến định trong lần xét xử trước, và như vậy việc xét xử sẽ không khách quan, vô tư trong lần xét xử sau. Năm 2011, với cương vị Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình đã ký thông cáo không kháng nghị vụ án này vì cho rằng hai cấp tòa đã tuyên án Hồ Duy Hải tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản là đúng người đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Như vậy là ông đã tham ông đã tham gia tiến hành tố tụng vụ án đó. Vì vậy đến lần xét xử giám đốc thẩm vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình phải tránh xa tức là hồi tị, thì mới đúng là thẩm phán có trình độ cao, nghiêm minh, khách quan và vô tư. Vì vụ án liên quan đến sinh mạng của một con người, nhưng điều lạ lùng là ông lại ngồi xổm lên quy định hồi tỷ để tự mình làm chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm. Hai cấp tòa kết án Hồ Duy Hải tử hình là đúng người đúng tội, đúng quy định của pháp luật, mà lại quyết tâm ngồi lên ghế chủ tọa phiên tòa để xét xử chính vụ án đó. Thì kết quả phiên tòa thế nào, chẳng ai là người không biết trước. Có thể nói việc ngồi chủ tòa phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, ông phó giáo sư tiến sĩ tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, đại hiệp dâm nền tư pháp Việt Nam và quyết định giám đốc thẩm vụ án này chính là một quái thai được sinh ra từ vụ hiệp dâm đó. Thứ hai do kém hiểu biết về pháp luật nên ông thiếu tướng công an, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình Tránh án tòa án nhân dân tối cao đã tự vạ vào mặt mình. Bản án quyết định giám đốc thẩm do ông tuyên cho rằng kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tối cao là trái quy định của pháp luật kháng nghị đã trái với quy định của pháp luật thì với cương vị tránh án tòa án nhân dân tối cao ông chỉ việc ký một văn bản trả lời viện kiểm sát viện kiểm sát nhân dân tối cao rằng kháng nghị của quý viện là không đúng quy định của pháp luật là vì lý do này lý do kia tòa án nhân dân tối cao không thể không chấp nhận mở phiên tòa giám đốc thẩm là xong chứ sao lại mở phiên tòa rình rang đến ba ngày mời hàng chục người đến tham gia tố tụng chấp nhận một kháng nghị trái pháp luật để mở để mở phiên tòa thì phiên giám đốc thẩm đó cũng chính là một phiên tòa trái pháp luật. Quyết định giám đốc thẩm đó chính là một bản án trái pháp luật mà ông Nguyễn Hòa Bình phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 370 tội ra bản án trái pháp luật Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, Bộ luật bổ sung năm 2017 phải chăng khi mở phiên tòa xét xử theo một kháng nghị trái pháp luật, theo một kháng nghị trái pháp luật và tự cho mình ngồi tót sổ sàng trên ghế chủ tọa là ông phó giáo sư tiến sĩ tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có mục đích rất rõ ràng quyết tâm giết hoại bằng được ông tránh án Nguyễn Hòa Bình đã kém hiểu biết về pháp luật còn 17 vị thẩm phán tòa án nhân dân tối cao tham gia hội đồng xét xử chỉ có vài người có trình độ thạc sĩ còn lại đều là tiến sĩ chẳng lẽ họ cũng kém hiểu biết về mặt pháp luật như ông phó giáo sư tiến sĩ tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyện Hòa Bình. Không có lẽ họ biết cả đấy, nhưng vì hèn nhát, vì không có nhân cách, nên họ đã tự biến mình thành một con cừu. 17 vị tiến sĩ, thạc sĩ thẩm phán biến thành một bầy cừu 17 con để răm rắp giơ tay tán thành ông tránh án.